Muốn có làn da đẹp, chúng ta phải xài đúng loại kem với cái màu da của chúng ta. Hôm nay Bảo Thi giới thiệu tới quý vị sản phẩm kem ban ngày và kem ban đêm. Đây là hũ kem ban ngày và đây là hũ kem ban đêm. Chúng ta chỉ cần xài như vậy thôi, chúng ta đã có làn da đẹp. Chúng tôi có kem trị nám, kem trị nhan da và BB cream chống nắng. Tất cả chỉ có ở Bảo Thi Shop. Gọi cho Bảo Thi 1-800-899-5565 hay 714-230-5591 để chúng ta có làn da đẹp.